Cái gì có thể giúp bạn giải quyết cơn đói khi bạn không muốn ra ngoài hoặc không muốn nấu bữa tối tại nhà đây? Phải rồi, chạy qua nhà mẹ. Có đồ ăn miễn phí mà. Không, chờ đã. Thực ra tôi đang muốn nói đến dịch vụ giao đồ ăn. Vâng, bạn gọi số điện thoại mà mình đã thuộc lòng. Đặt hàng, chờ một lúc và đồ ăn của bạn sẽ được mang đến. Dễ như ăn bánh nhỉ? Bánh nghe ngon đấy. Nhưng bạn đã bao giờ thử nhìn nhận câu chuyện này với góc nhìn của một nhân viên giao hàng chưa? Số 1, họ không thể cứ đứng ngoài đợi bạn mở cửa mãi. Điều tốt nhất họ có thể làm là gõ cửa nhà bạn 2 hoặc 3 lần và gọi điện thoại cho bạn 1 hoặc 2 lần. Sau đó, họ có quyền rời đi vì còn cả một lịch trình giao hàng dày đặc phía trước đấy. Số 2, như tên việc của họ nêu rõ, người giao hàng chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất là giao hàng. Họ không có quyền giảm giá hay bất cứ điều gì đó tương tự. Và bạn phải trả tiền nếu muốn có thêm nước sốt. Vì vậy, bạn chẳng thể yêu cầu nhân viên giao hàng cho bạn thêm nước sốt miễn phí đâu. Số 3, có thể bạn đã biết rằng khi thời tiết xấu thì rất nhiều nhà hàng không nhận giao hàng và thay vào đó họ sẽ đề nghị bạn đến mua đồ ăn mang về. Lý do rất đơn giản, hầu hết các nhân viên giao hàng còn khá trẻ nên ít có kinh nghiệm lái xe. Thật nguy hiểm nếu họ phải lái xe khi trời đang mưa lớn, bão to hoặc đường đầy băng tuyết. Số 4, nếu bạn ở Mỹ, bạn nên tip 10-15% giá trị đơn hàng của bạn. Giả dụ bạn đặt rất nhiều bánh pizza cho một bữa tiệc, điều này có nghĩa rằng đây có thể là đơn hàng duy nhất trong ngày của người giao hàng. Và việc này tốn khá nhiều thời gian của họ. Nếu bạn chỉ tip 1 đô la, người giao hàng sẽ cảm thấy rất buồn đấy. Số 5, nhưng nếu bạn là một người thường xuyên tip nhiều tiền, hãy nhớ rằng ngoài kia có rất nhiều nhân viên giao hàng đang tranh nhau để được phục vụ bạn đấy. Đúng vậy, ngay tại thời điểm này. Số 6, khi một nhà hàng nào đó nói với bạn rằng họ không giao hàng đến chỗ bạn ở được, thì đây chẳng phải là một âm mưu xấu tính nào đâu. Vấn đề là sẽ mất rất nhiều thời gian để lái xe đến chỗ của bạn, với lại thức ăn sẽ bị nguội. Bạn có thực sự muốn bỏ chiếc pizza mới nướng vào lò vi sóng không? Số 7, nhân viên giao đồ ăn sẽ không vui nếu bạn đã mở cửa rồi mà cứ tiếp tục nói chuyện điện thoại đâu. Họ biết rõ rằng cuộc trò chuyện của bạn sẽ làm chậm việc giao nhận hàng và trì hoãn những đơn hàng sau đó. Cách cư xử hợp lý nhất là hãy đặt chiếc điện thoại xuống trước khi gặp nhân viên giao hàng nhé. Số 8, nếu bạn đặt bánh pizza, hãy cố gắng chọn nhân bánh trước khi gọi điện đặt hàng. Các tiệm pizza thường rất bận rộn, đặc biệt là vào cuối tuần. Nhân viên tổng đài sẽ cảm thấy bực bội khi khách hàng lãng phí thời gian của họ đấy. Số 9, bạn cũng nên làm tương tự khi trả tiền. Bạn đã biết mình đặt những món gì và giá tiền của chúng rồi mà. Vì vậy hãy chuẩn bị tiền bao gồm cả tiền tip trước khi ra gặp nhân viên giao hàng nhé. Số 10, nhân viên giao đồ ăn sẽ chẳng ngạc nhiên với đơn hàng của bạn đâu, vì họ thường xuyên nhìn thấy những đơn hàng kỳ lạ. Nếu bạn nghĩ rằng họ sẽ đánh giá bạn dựa trên nhân bánh bạn chọn thì chà, không đâu nhé. Số 11, các cửa hàng pizza cũng nhận được rất nhiều yêu cầu kỳ lạ từ khách hàng, và một trong những yêu cầu phổ biến nhất là vẽ cái gì đó bên trong hộp bánh, và thường là một con khủng long. Thật là khó giải thích đấy. Nếu nhân viên giao hàng không có quá nhiều đơn hàng phải giao thì họ sẽ thực hiện những yêu cầu kỳ lạ này. Số 12, có một vài khách hàng gọi món bằng dịch vụ giao đồ, nhưng thứ họ cần lại không phải là một bữa tối. Một anh chàng giao bánh pizza đã kể lại câu chuyện về một người đàn ông nọ đã đặt mua pizza chỉ vì ông ta cần ai đó giúp khiêng sofa lên lầu. Gọi vào đường dây giao đồ ăn dường như ít tốn tiền hơn so với việc sử dụng dịch vụ chuyên dụng đấy. Số 13, cửa hàng nơi bạn mua pizza có thể có thiết bị theo dõi pizza. Bạn biết đấy, thiết bị này cho bạn biết khi nào pizza của bạn được chuẩn bị, khi nào nó được nướng, vân vân. Phần đông các khách hàng tin rằng thiết bị theo dõi này chạy tự động và được kết nối với một đồng hồ đếm ngược. Trên thực tế, thông tin về quy trình làm bánh được cập nhật bằng tay và đôi khi nhân viên sẽ kéo dài thời gian ở một bước chuẩn bị nào đó để giúp quá trình giao hàng diễn ra suôn sẻ hơn. Số 14, nhân viên giao đồ ăn thỉnh thoảng muốn tạo ấn tượng tốt bằng cách vui vẻ trò chuyện với bạn. Nhưng nếu bạn không phải là khách hàng thường xuyên thì họ chẳng có thời gian để làm vậy đâu. Họ thân thiện và dễ mến, nhưng trong đầu họ luôn phải nghĩ về những đơn hàng tiếp theo. Số 15, các công ty dịch vụ giao đồ ăn biết khi nào trẻ em gọi điện tới để phá rối. Trẻ em thường không giỏi che giấu giọng nói của mình, và trong khi những đứa trẻ thông minh nhất chặn số điện thoại của mình thì nhiều đứa trẻ khác không làm thế nên có thể sẽ bị phát hiện đấy. Số 16, phần đông các nhân viên giao hàng phải làm việc rất nhiều, từ 12 đến 14 tiếng một ngày. Tất cả những gì họ muốn vào cuối ngày làm việc là về nhà. Đó là lý do tại sao bạn không nên đặt thức ăn vào giờ đóng cửa để mà giận hờn vu vơ khi pizza không được giao đến. Số 17, nhân viên giao đồ ăn ghi nhớ những khách hàng thường xuyên đặt đồ ăn nhưng không bao giờ tip.
Tất nhiên, họ sẽ không làm gì để khiến mình gặp rắc rối trong công việc. Nhưng nếu bạn không tiếp thì thời gian giao hàng của bạn sẽ lâu hơn bình thường đấy. Số 18. Một điều nữa mà nhân viên giao hàng không thích đó là việc tiếp bằng thẻ tín dụng. Vâng, chuyện này rất tiện lợi đối với khách hàng vì họ không cần phải tìm tiền lẻ. Nhưng thật không may, nếu bạn sử dụng thẻ thì đơn hàng của bạn sẽ phải nằm cuối danh sách các đơn hàng giao đi đấy. Số 19. Hãy kiên nhẫn chờ đợi khi bạn đặt mua pizza. Phải mất ít nhất 20 phút để biến khối bột thô thành món bánh nướng ngon lành. Sau đó, người giao hàng cũng cần một chút thời gian để mang nó đến nhà bạn nữa đấy. Số 20. Hầu hết nhân viên giao hàng sẽ dùng xe riêng để mang thức ăn đến cho bạn. Nếu có điều gì đó xảy ra đối với phương tiện của họ, thì họ sẽ phải thuê một chiếc xe khác để hoàn thành công việc. Thật thay khi biết chủ tiệm thường sẽ trả tiền xăng và chi phí bảo trì xe cho họ đấy. Số 21. Người giao hàng cho rằng các hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp thường tip nhiều hơn vì họ đồng cảm và hiểu được công việc của các nhân viên giao hàng. Nhà càng giàu, càng tip ít. Bạn có đồng ý với quan điểm này không? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Số 22. Với một số người, công việc giao hàng chỉ là một công việc bán thời gian mà thôi. Giờ giấc linh hoạt khiến nghề nghiệp này trở thành một phương thức tiện lợi để kiếm thêm một chút tiền ấy. Số 23. Trong khi pizza đang được giao đến cho bạn, tai nạn có thể xảy ra, ai mà biết được cơ chứ. Nếu có sự cố thật và người giao hàng làm rơi hộp bánh, thì đôi khi họ cần lắc nó để phô mai trở lại vị trí ban đầu. Tất nhiên, tuyệt chiêu này chỉ làm được nếu pizza của bạn không bị hỏng quá nặng. Tuy nhiên, nếu chiếc bánh rơi ra khỏi hộp, sẽ không ai mang nó đến cho bạn đâu. Người giao hàng sẽ quay lại và lấy một cái mới cho bạn. Số 24. Bạn không nên sử dụng dịch vụ giao đồ ăn nếu sống ngay đối diện nhà hàng bạn muốn ăn. Dù điều này có vẻ cực thuận tiện cho người giao hàng, nhưng trên thực tế, hành trình nho nhỏ này sẽ làm xáo trộn cả quá trình giao hàng vì nhân viên sẽ phải đi bộ để mang thức ăn đến cho bạn. Hãy thử cân nhắc việc đến mua mang về nhé. Cách này còn rẻ hơn kia mà. Số 25. Người giao hàng sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện này, nhưng họ thích bạn mặc áo vào khi ra mở cửa để lấy thức ăn. Đúng thế đấy. Số 26. Ca tối và ca đêm là khoảng thời gian bận rộn nhất, nhưng cũng chiếm nhiều thời gian nhất của người giao hàng. Số 27. Nhân viên giao hàng thích được đối xử tử tế, ai mà chẳng thế. Nếu bạn thấy ngoài trời đang mưa, còn nhân viên giao hàng bị ướt sũng, thì đừng để họ lại sau cánh cửa kia khi bạn đang đi lấy tiền nhé. Số 28. Nhân viên giao đồ ăn biết một vài mẹo nhỏ khiến bạn tiếp họ hào phóng hơn đấy. Ví dụ, nếu khách hàng có một con chó, người giao hàng có thể khen hoặc chơi với nó một lúc. Nếu họ giao pizza cho một sinh viên đại học chăm chỉ, họ có thể hỏi về bài kiểm tra của họ, vân vân. Đây được gọi là dịch vụ cá nhân hóa. Ngày nay chuyện này rất hiếm khi xảy ra, vì vậy mà nó thường trở nên nổi bật hơn. Số 29. Hầu hết các nhân viên giao bánh pizza sẽ không ăn pizza, ngay cả khi đó là món ăn duy nhất còn sót lại trên trái đất. Nhân viên thường được ăn miễn phí hoặc hưởng các chương trình giảm giá ở nhà hàng nơi họ làm việc. Đó là lý do họ thường phải ăn một loại thức ăn trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng liền, cho đến khi họ không nhìn thấy chúng nữa. Tôi không biết nữa, trên đời này lại có chuyện ai đó ngán pizza ư? Thật đấy à? Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận nhé. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay, thì lần sau hãy thử nhiều loại nhân khác nhau trên bánh pizza của bạn nhé. À không, hãy cho video một lượt like và chia sẻ nó với bạn bè. Và đây là một số video khác tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên phải hoặc bên trái và luôn đồng hành cùng Soi Sáng nhé.